sau mình nhật xin chào các bác nhé. Em lên sóng phổ các bác tiếp một cái con iRobot Roomba 780. Cái con model là bán cực nhiều luôn. Đấy. Cái dòng này thì các bác có thể hẹn giờ trực tiếp các thứ trên máy. Đấy. Rồi hết pin tự về sạc. Các bác xóa hẹn giờ đi. Ok. Đấy. Con này em bán kèm hai chổi các bác nhé, một đế sạc. Cỗi dây điện cho lên trên này. Robot Roomba 780 cảm biến chống rơi cầu thang. Em bán 3,1 triệu, bảo hành 3 tháng, giá chi phí vận chuyển. Các nào chuyển khoản hết thì em bao ship Hàn Quốc nhé. Dòng này hút khỏe, lành bền, linh kiện dễ thay thế. Đế sạc cắm thẳng điện 220V.